Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng Toàn dân năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hầu hết các địa phương không tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống. Thay vào đó, Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, xã, phường phối hợp cùng hội đoàn thể địa phương đến từng gia đình đối tượng chính sách để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thể hiện nghĩa cử tri ân của thế hệ hôm nay với cha anh và đồng đội. Sau huôn hút trong một hẻm nhỏ đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, gia đình 6 người của ông Nguyễn Văn Phúc chen chúc nhau trong 40m² để ở và làm việc. Năm nay 80 tuổi, cái tuổi đáng lẽ được an nhàn nhìn con cháu xung vầy, thì ông lại phải dán bao bì cả ngày để nuôi người con trai 43 tuổi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, thì một năm sau mắc bệnh tâm thần. Trừ lúc phát bệnh khi trở trời, bình thường anh con trai hiền lành cũng biết phụ cha cùng làm việc. Ông Phúc coi như vậy đã là may mắn. Bởi ở phường Bình Thuận, không ít trường hợp cha mẹ anh chị chiều tối phải đi tìm con em mình lang thang khắp hẻm khi đầu óc không minh mẫn do di chứng chiến tranh. Là ngày hôm 2 tháng 12, thì cũng chiến tranh thành cảm ơn cơ quan nhà nước, bộ đội. Thì tạo tới thăm gia đình tôi thì thành thật thay mặt gia đình xin cảm ơn. Không chỉ thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân năm nay, Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Thuận đã tổ chức thăm tặng quà cho 10 gia đình cựu quân nhân xuất ngũ bị bệnh tâm thần hiện đang sống trên địa bàn phường và dân quân đơn vị có hoàn cảnh khó khăn. Tổng các phần quà trị giá 5 triệu đồng, trích từ một phần tiết kiệm chi tiêu của lực lượng dân quân địa phương, thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay với cha anh đi trước và tình cảm tương thân tương ái cùng đồng đội đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thì tôi rất vui khi là được lãnh đạo và cơ quan đơn vị quân sự là quan tâm, thì nhân đây tôi sẽ cố gắng là hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Từ đây cho đến ngày 22 tháng 12 thì địa phương cũng tổ chức rất nhiều cái hoạt động, đặc biệt là có một cái kế hoạch là tổ chức thi về cái clip hình ảnh đẹp của lực lượng dân quân hoạt động trong những năm qua. Thì đây cũng là một cái kế hoạch mà ban nhân sự phường tâm huyết và tham mưu cho lãnh đạo địa phương để tổ chức. Đồng thời thì chúng tôi sẽ thăm và tặng quà cho cán bộ nghỉ hưu theo cái kế hoạch của cơ quan sự quận. Bị tác động của dịch COVID-19 nên 2 năm nay, rất nhiều trường hợp gia đình cựu quân nhân và dân quân lâm vào hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm. Thấu hiểu và sẻ chia với đồng đội, Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Thuận đã tổ chức xác minh và lập danh sách hỗ trợ kịp thời cho các gia đình. Những món quà giá trị nhỏ nhưng được trao vào những dịp như thế này có tác dụng cổ vũ động viên rất lớn để các cựu chiến binh, cựu quân nhân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và quân nhân tại ngũ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.